Không khí đón Tết Nguyên đán vẫn đang tràn ngập khắp mọi nơi, từ nhà ra phố ở mọi miền Tổ quốc. Tết đến thì mỗi vùng miền, mỗi gia đình lại có cách ăn Tết và chơi Tết theo những cách ý nghĩa khác nhau. Đó sẽ là những thông tin được phóng viên của chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin hàng ngày, bên cạnh các tin tức đời sống khác. Thưa quý vị, ngày đầu năm mới đi xin chữ để cầu may mắn, thành công và đỗ đạt đã thành lệ từ nhiều năm nay. Văn miếu Quốc Tử Giám những ngày này đón hàng nghìn, tới hàng chục nghìn lượt khách tới cũng vì mục đích này. Có những người sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để xếp hàng xin chữ. Ghi nhanh của phóng viên VTC1 tại Văn miếu Quốc Tử Giám chiều nay. Quý vị và các bạn thân mến, tôi nhớ là ngày xưa đi học thì có được học một câu thơ mang rất nhiều tâm trạng quyến luyến của tác giả Vũ Đình Liên về hình ảnh ông đồ già viết thi pháp trên phố ngày xưa và bây giờ đã không còn nhiều người viết nữa. Thế nhưng mà có mặt ở đây trong khuôn viên của Văn miếu Quốc Tử Giám vào những ngày đầu xuân thì tôi mới hiểu đó chỉ thực sự là khung cảnh trong thơ xưa mà thôi. Bởi lẽ ở trong khu vực này thì trong nhiều ngày gần đây đã có tới hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng chục nghìn lượt khách đã tới để xin chữ vào ngày đầu năm. Và đương nhiên rồi, có mặt ở đây xin chữ cầu mong cho năm mới bình an, hạnh phúc và đặc biệt là chuyện học hành thi cử được thuận lợi, thành công là ước muốn của hầu hết những người tới đây vào những ngày đầu xuân như thế này. Em đến đây từ tầm 2 giờ ạ. Rất là sốt ruột luôn. Năm nào thì em cũng tham gia cái đi xin chữ như thế này. Em xin chữ lộc ạ, để muốn năm nay là làm ăn phát đạt hơn, phục vụ cho công việc của mình. Bây giờ thì em đang học lớp 11 và em mong là trong năm tới em có thể đạt được một cái kết quả tốt hơn. Em muốn đỗ vào ngoại thương. Em đến đây rất là nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên là đưa hai cháu đến đây. Cảm thấy là rất là có một cái gì đó rất là khó tả. Vào đây cái không gian đấy nó rất là linh thiêng và cũng nói với các cháu là khi các con vào đây thì việc đầu tiên các con hãy cầu là sẽ được mạnh khỏe, bình an và sáng học hành thông minh chăm chỉ. Thực ra thì ai cũng mong muốn con cái mình được thành tích cao, nhưng với bản thân em thì em mong rằng là việc đầu tiên là các cháu là mạnh khỏe đã. Sau đó thì các cháu sẽ cố gắng, luôn luôn nói với các cháu sẽ cố gắng hết mình. Còn cái việc kết quả của nó thì tất nhiên là mong càng cao càng tốt. Năm nay, ban tổ chức bố trí 63 gian hàng để các ông đồ ngồi cho chữ. Những người tham gia cho chữ tại đây, bất kể là Hán Nôm hay Quốc ngữ, đều phải qua kỳ thi để bảo đảm có hiểu biết về lịch sử văn miếu Quốc Tử Giám. Họ cũng được sát hạch cả khả năng viết đúng lẫn viết đẹp. Giá giấy viết chữ năm nay thay đổi theo loại giấy và khổ giấy, được quy định không quá 200.000 đồng và giá chữ là tùy tâm người trả. Đợi chờ rất lâu mới có thể xin được một chữ ưng ý. Thế nhưng đó có lẽ là ý nghĩa đặc biệt nhất của trải nghiệm này, bởi lẽ con đường tới thành công hay thi cử đỗ đạt chắc chắn cũng cần rất nhiều sự kiên nhẫn và công sức như vậy. Hoạt động xin chữ tại Văn miếu Quốc Tử Giám sẽ tiếp tục đến hết ngày mùng 10 Tết âm lịch.